Bây giờ em đặt cho chị cho em 20 triệu tiền mặt.
loại. Ủa thì mai thì nhiều người ta đấy. Cái chó gà giò. Chính cái nộm cái nhộm nhàm ăn kìa mà hết trước. Chó như con gà nữa chứ trước khi gà bỏ thở trừ nhà kia chó. Tháng này ăn sâu rồi đấy. Trộn này. Đây là hạt mặt hàng. Mặt hàng ăn ngon chứ. Tặng cái hủ ấy, cái gì hủ có. Cái gì hủ ấy. Quả đấy ăn ngon. Mặt khén thì lại. Mặt khén thì lại biết quả. Quả như nhìn nhở ấy. Ăn ngon nhé. Quả đấy thơm. Để làm trường thôi. Hôm nay xoay cái chuẩn toàn. Nhanh chuyển đắp nhanh. Hôm nay xả nó bóc, tắt cửa ra này, lấy ra. Đỡ vui. Hôm nay thấy cái đắp của đời. Cứ cắt thôi, cắt toàn, nó tệ rồi. Nó phải bị treo lên xong rồi. Nó quê, nó cắm vào. Từ qua rồi, cái trường bắp, cái treo. Đi về đi gặp bọn. Ở trong cái chuối liềm nhiều lắm nha, ra ngoài vào. Nó nhiều, nó từ khu. Tôi đi về rồi, đấy, gặp cái tổ ong đấy lên, rồi bật nghe được. Nào qua trong nhà thấy, ôm, thấy được cả cả. Nha, ví, ví dụ rồi. Một mâm ong này các bác này. Ý, nhìn xuống chưa, nhộng ong nhá. Ý giời, ý giời, ý. Nhiều chưa các bác? Mỗi một tổ đấy. Được 5 cân nhộng. Quả này mà ăn thì hết ý rồi. Bác nào ăn ong alo nhá. Đấy, thì ăn món ong xào lá lốt nhá, các bác nhá. Trời ngon tuyệt. Đúng khẩu vị luôn. Tuyệt đầy quá. Đặc sản vùng núi này. Ai mà ăn được sống thì ăn ngon lắm. Mình là dạ kém rồi chứ phải là chín. Rồi, úi giời, hợp tâm chưa?
Ui giời này chảo quá. Rồi rồi, quá đây là đẳng cấp. Úi. Đấy nha. Úi. Đặc sản miền núi Phú Thọ nha. Là ong xào lá lốt. Kéo lâu quá. Ảnh ngồi không bảo không em. Đây là 1 triệu thôi. Mời đâu đây, để chén 1 triệu thôi. Đấy mời đây, cầm mời đây 1 triệu. Chưa có chén không?